Nếu các bạn đã từng xem Superman Returns, một thảm họa của Bryan Singer, thì có lẽ sẽ quen thuộc với kế hoạch có vẻ điên rồ đến buồn cười của Lex Luthor trong phần ấy, là hắn muốn sử dụng công nghệ của Krypton để tạo ra một châu lục mới để có thể kiếm tiền từ bán bất động sản. Và mặt trái là việc tạo ra cả một sự thay đổi lớn như thế sẽ thay đổi toàn bộ hệ sinh thái lẫn địa chất của trái đất, với hệ quả là hàng triệu đến hàng tỷ người có thể chết. Ví dụ như nước biển bị dời đi, nhấn chìm một phần bờ đông như phim nói chẳng hạn. Nói thế để bảo rằng việc thay đổi toàn bộ bề mặt trái đất chẳng phải chuyện chơi và hệ quả của nó sẽ là sự tận diệt của một phần văn minh loài người. Thế mà ở đời thật của chúng ta nhiều năm về trước lại có một gã Lex Luthor như vậy đó. Thông qua bài đăng của tác giả Hùng Lý, hãy cùng Spider Room tìm hiểu về dự án cực kỳ tham vọng của con người với mục đích ban đầu là giúp chúng ta có thể rộng lớn hơn về mặt đất đai, dự án Atlantropa. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Hermann Sauger là một kiến trúc sư người Đức. Ông ta có một dự án nghe vô cùng điên rồ, thậm chí là bất khả thi. Lý do vì sao việc đó bất khả thi thì chúng ta sẽ nói đến sau. Đó là xây những con đập khổng lồ ở khu vực biển Địa Trung Hải, chặn các cửa biển, cụ thể như eo biển Gibraltar, rút hết nước biển ở biển Địa Trung Hải, lẫn để cho nước biển bay hơi theo thời gian, từ đó tạo ra cả một khu vực đất liền cực kỳ rộng lớn của đáy biển, nối liền cả Bắc Phi và Nam châu Âu để con người có thêm nơi ở. Dự án dưới biển lấp non đó chính là châu lục Atlantropa, và Hermann Sauger đã liên tục truyền bá ý tưởng này từ những năm 1920 mãi cho tới khi ông mất vào năm 1952. Kế hoạch của Sauger là sử dụng những đập thủy điện tạo ra nguồn năng lượng sạch, giải quyết hết toàn bộ những vấn đề bắt đầu nổi lên về năng lượng và dân số trong thời kỳ văn minh con người phát triển bùng nổ, và xây thêm cả những đường ray xe lửa cao tốc men theo những con đập để tận dụng tối đa những nguồn năng lượng cho sự di chuyển của các cư dân. Và ý tưởng của ông là cả châu Âu, thậm chí xa hơn là cả thế giới, sẽ cùng nhau hợp tác trong việc xây dựng những con đập trong thời gian lên tới hơn 100 năm vì sự tồn vong của nhân loại. Nghe có vẻ là tuyệt vời đúng không? Nhưng tôi nói kế hoạch này là bất khả thi, không phải chỉ vì nó quá to lớn và quá tốn thời gian, dù việc chặn cả eo biển Gibraltar chính là vấn đề lớn nhất của Atlantropa, mà tôi đang nói đến mặt con người và những hậu quả để lại cho việc thay đổi toàn bộ hệ thống địa lý của trái đất. Vì sao không thể thực hiện? Trước hết, hãy nói đến thời kỳ lịch sử đó đi. Thế chiến 1 vừa kết thúc, các nước châu Âu đang đua nhau gây dựng lại những tổn thất chiến tranh, đặc biệt là Đức, khi ấy đang ngập trong khủng hoảng trầm trọng, dẫn đến sự trỗi dậy của Đảng Công dân Đức Quốc xã và Hitler. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc ai cũng đã biết. Thực tế, Đức Quốc xã đã khá là khó chịu với việc Sauger liên tục tuyên truyền về việc này, thậm chí ra cả một phim để xỉ vả kế hoạch này, là Ein Meer für Sink vào năm 1936. Ấy là còn chưa tính tới những mâu thuẫn khác nhau về mặt chính trị lẫn văn hóa. Ví dụ như Ý với những khúc mắc cực kỳ nghiêm trọng về việc rút cạn biển sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến Genoa và Venice, một thành phố cảng biển quan trọng và một di sản văn hóa của thế giới. Dù Sauger có xây dựng thêm những con đập nhỏ khác để chiều lòng việc bảo vệ những nơi này, nhưng ông và những người khác không thực sự quá quan tâm về việc tầm quan trọng lịch sử của Venice hay Genoa. Chỉ một ví dụ này thôi cũng đủ để thấy những mâu thuẫn ngăn cản sự đoàn kết thống nhất ý tưởng quá to lớn của Sauger rồi. Đấy là còn chưa kể đến Thế chiến 2 nổ ra chỉ hơn chục năm sau khi Sauger nghĩ ra Atlantropa. Và kể cả sau đó, cho đến khi Sauger mất, thì chiến tranh lạnh vẫn còn kéo dài tới tận 40 năm sau. Hỏi sao mà họ có thể đoàn kết với nhau được cơ chứ? Và cứ cho rằng bọn họ thực sự hợp tác với nhau trong vòng 100 năm sau đó đã đi, thì cái gì để chắc chắn việc họ tranh giành quyền lợi với nhau qua việc chia đất đai xứng đáng với công sức mình bỏ ra sẽ không xảy đến. Về mặt địa lý, thì điều này có khi còn kinh khủng hơn là chỉ đơn giản là bất khả thi. Theo dự án thì số nước biển được rút ban đầu sẽ được dùng để tạo biển nhân tạo ở châu Phi để thay đổi khí hậu ở đó, biến khu vực Bắc Phi chủ yếu là sa mạc sẽ dễ sinh sống hơn, từ đó trải dài cả Nam Âu cho đến Bắc Phi là một diện tích sinh sống vô cùng to lớn. Nhưng bạn hãy tự hỏi câu này: đất mà ở dưới biển suốt cả thời gian muốn bằng cả tuổi của trái đất thì sẽ như thế nào? Hoàn toàn cập mặn, hoặc là sẽ rất là không cân bằng, nhão nhoẹt do ngấm nước quá lâu, hoặc sẽ đúng nghĩa đen là cứng như đá. Chẳng thể nào là đất thổ cư hay đất hoa màu mà dọn đến sinh sống hay trồng trọt, chứ đừng nói đến là xây dựng cả những thành phố to lớn. Chưa hết, khí hậu ở khu vực Địa Trung Hải
sẽ thay đổi hoàn toàn, chẳng còn ấm áp đầy gió biển với những con người mang làn da bánh mật mạnh khỏe. Trường hợp mà ở tương lai khi nước biển cạn hoàn toàn, chỉ với một vài kiến thức địa lý cơ bản, chúng ta cũng có thể dễ dàng dự đoán là hạn hán sẽ kéo dài ở khu vực này. Và cải tạo hoàn toàn sa mạc bằng biển nhân tạo thôi cũng chưa đủ. Tệ nhất là có khả năng sa mạc mở rộng từ Nam lên Bắc, đánh động vào cả một nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Hậu quả của nó với châu Âu là thế nào? Thật sự cực kỳ khó nói. Một cuộc tháo chạy di cư đến châu Mỹ, châu Á hay thậm chí là toàn cả châu Phi trong trường hợp Sahara được cải tạo hoàn toàn chăng? Ở đây tôi muốn đề cập tới hai khái niệm là Utopia và Dystopia. Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội lý tưởng gần như hoàn hảo về mọi mặt. Còn Dystopia, hay tiếng Việt là phản địa đàng, thì đối lập với Utopia. Nó là một xã hội bất ổn, suy đổi đạo đức và bị nhấn chìm bởi sự vô nhân đạo. Với cá nhân tôi, Utopia và Dystopia có thể coi như là một, và việc tạo ra Utopia hoàn toàn có thể sinh ra Dystopia. Câu nói này có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy đó là sự thật đáng sợ. Hãy tưởng tượng trong một xã hội Utopia, mọi thứ đều hoàn hảo đến nỗi không có nhu cầu cần cải thiện, không có đói nghèo, không có bất công, không có chiến tranh. Tuy nhiên, khi mọi thứ đều hoàn hảo, con người sẽ mất đi động lực để phát triển, thách thức bản thân. Và ở đây, Dystopia bắt đầu xuất hiện. Nhưng theo cách mà chúng ta không thể nhận ra ngay lập tức. Khi không còn mục tiêu hay động lực, xã hội trở nên đồng đều, không có sự đa dạng hay sáng tạo. Cảm xúc và tư duy sẽ bị kiểm soát để duy trì sự hoàn hảo này. Dần dần mọi người sẽ trở nên giống nhau, mất đi cá tính riêng. Và xã hội từ Utopia trở thành Dystopia cho lúc chúng ta còn chưa kịp nhận ra. Bản chất của con người là không bao giờ thỏa mãn, luôn muốn khám phá, muốn thử thách. Điều này có thể là điểm yếu, nhưng cũng chính là động lực để chúng ta phát triển. Một xã hội không có vấn đề để giải quyết sẽ mất đi sức sống, trở nên tẻ nhạt và đồng thời mở đường cho những thế lực ngầm muốn kiểm soát mọi thứ. Do đó, mỗi khi ai đó nói về việc tạo ra một Utopia, tôi luôn tự hỏi liệu họ đã nghĩ đến hậu quả của nó chưa, có thể bạn sẽ phải trả giá cho sự hoàn hảo ấy, và giá trị có thể rất cao, thậm chí là sự tự do và cá tính của bạn. Đôi khi, việc chấp nhận sự không hoàn hảo, vấn đề và nhận thức chính là cách chúng ta có thể ngăn chặn một dystopia từ việc được hình thành ngầm dưới các bắt tay của Utopia. Alanthropa là một dự án tạo ra một Utopia rất tham vọng của Sogol và những người ủng hộ. Nhưng cũng giống với định nghĩa về Utopia, một xã hội không tưởng, kế hoạch để giải quyết những vấn đề của con người này sẽ chỉ lại càng có nguy cơ làm cho con người gặp thêm nhiều khó khăn mà thôi. Và đó là những phân tích của tác giả Hùng Lý về một dự án bất khả thi đã từng được lên kế hoạch trong quá khứ. Nếu các bạn thích nội dung này, hãy ghé qua bài viết gốc ở đường dẫn dưới phần mô tả để ủng hộ tác giả. Cũng đừng quên để lại cho Spider Room một like và subscribe để được đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!